Đến thời điểm này, huyện Văn Giang đã ban hành thông báo thu hồi đất đối với trên 25 ha đất phục vụ dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4. Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội đi qua địa bàn huyện Văn Giang dài 10,6 km thuộc địa bàn 5 xã Thắng Lợi, Mễ Sở, Liên Nghĩa, Tân Tiến, Vĩnh Phúc. Tổng diện tích đất phải thu hồi khoảng 126 ha với 2.614 hộ. Đến nay, huyện đã rà soát được gần 76 ha, đồng thời ban hành thông báo thu hồi đất trên 25 ha đất nông nghiệp giao cho hộ gia đình cá nhân, kiểm tra và xác nhận cây cối hoa màu trên diện tích trên 14 ha. Huyện đề nghị tỉnh chấp thuận 8 vị trí tái định cư với tổng diện tích gần 33 ha và 4 vị trí di chuyển nghĩa trang với diện tích trên 6,3 ha. Trong quá trình chờ Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đối với các dự án thành phần, huyện Văn Giang chủ động tập trung triển khai thực hiện trình tự thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng và triển khai các dự án tái định cư mở rộng xây mới nghĩa trang.